Ngươi, tại sao ngươi lại nhận chưởng này thế cho nó? Tôi và nó phi thân phi cố, chỉ là thấy tuổi tác còn trẻ, xương cốt cứng cáp, không giống như cái đám giả nhân giả nghĩa trong Thiếu Lâm hiếu danh, cả một đám chi đồ. Đột nhiên ta có hứng thú muốn lãnh giáo công lực của Tiệt Diệt Sư Thái. Nếu như người muốn sống thêm vài năm nữa, bây giờ ra đi vẫn còn kịp. Dạng bất không dám, ham sống quên nghĩa. Được, nhóc con ngươi còn thiếu ta một chưởng. Nợ của chúng ta món nào ra món nấy. Sau này ta nhất định không khiến cho các hạ thấy thất vọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Được. Tiệt Diệt Sư Thái, ba có bản lãnh giết chết thằng nhỏ này. Nếu thằng nhỏ này chết rồi, tôi sẽ cho các người chết không có nơi chôn thân. Diệt Tiệt Sư Thái, bà coi đây. Hiện thân. Nhóc con, ngươi bằng lòng tiếp chưởng này của ta không? Sao lại kỳ vậy? Kỳ là cực kỳ đó. Không phải. Đa tạ sư thái, chưởng hạ lưu tình. Thức thời vũ di tuấn kiệt, Diệt Tiệt sư thái, không hổ là cao nhân đường thế. Bây giờ ta xin thỉnh giáo một chưởng với các hạ. Ê, hôm nay được sư thái nể tình, thật sự không dám đắc tội. Bây giờ xin hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Đi. Mình đi mau. Đi. Đi mau đi. Đi. Ân Ly, con cũng thiệt là to gan. Thưa cha, thì ra Thù Nhi là con gái của phụ ta. Hay chi ta có cảm thấy hành vi của cô rất giống mẹ của ta. Con còn nhớ ta là cha của con hay không? Ta biết con theo Kim Bà Bà, không để Thiên Ưng giáo trong tầm mắt. Con thiệt không có nên thân chút nào, giống y như là mẹ của con luyện thiên thù dạng độc thủ gì đó. Con tưởng một đó qua có thể che xấu được sao? Đúng là đứa con bất hiếu. Gia tộc của họ Ân không có người xấu xí như con. Được, chuyện trước kia cha không nhắc tới, đáng lẽ con cũng không muốn nhắc. Con muốn hỏi cha, mẹ ở với cha đàng hoàng, sao cha lại cưới nhị nương? Tại sao cưới nhị nương? Con. Tại sao?
đúng là ngỗ nghịch. Nam tử hán đại trượng phu, ai mà không năm thê bảy thiếp. Còn ngỗ nghịch bất hiếu, còn chối cãi cái gì? Kim Hoa bà bà, Ngân Diệp tiên sinh, Thiên Ân giáo này xưa nay không có để vào mắt. Người đâu, dẫn con nha đầu này đi cho ta. Dạ. Yeah. Tiền bối, ông muốn nói với cổ ra sao? Con nha đầu này là đứa con phản nghịch của ta, nó hại chết mẹ ruột của nó, thiệt không bằng cầm thú. Vậy còn để lại trên thế gian này làm gì? Lúc đó ân cô nương còn trẻ, như thế mẹ bị người ta ăn hiếp, trong lúc nóng nảy mới làm sai chuyện. Cầu xin tiền bối hãy nghĩ tình cha con, xử nhẹ cho cổ. Hảo tiểu tử, thật ra ngươi thuộc phái nào trên giang hồ vậy? Chuyện gì cũng xen vào, chuyện của ân gia ta ngươi cũng muốn can thiệp, không lẽ ngươi là Võ Lâm Chí Tôn hả? Tiểu tử à, hôm nay cái mạng của ngươi được luộm về, nếu còn xen vào chuyện giang hồ nữa thì 10 cái mạng cũng không đủ để cho ngươi đền đâu. Đi. Dạ. Đi. Dĩ Bất Đương, ngươi làm cái gì? Thu Nhi. Thu Nhi. Có đến cứu người. Ta sẽ đó. Ta sẽ. Ta sẽ. Ân tiền bối, tuy là Thanh Diệu Bất Dương chạy rất nhanh, nhưng nội lực chưa chắc dài, mình theo sát ổng tới cùng. Tăng huynh đệ, sư phụ của ngươi là ai? Không, ông không thể kêu ta bằng huynh đệ, vì ông là trưởng bối của ta. Phải, khi nãy thì là cảm ơn ông đã ra tay tương cứu, ta không có sư phụ, cứ kêu ta là An Ngu. Chết rồi, Thiên Ân giáo gặp cái địch, ta phải ứng phó mới được. Ngươi phải kiếm Di Dứt Tiếu, cái tên này hung ác nham hiểm, kiếm được hắn rồi phải tiên hạ thủ Di Cương. Vợ công của ổng thấp hèn, đánh không lại ổng. Đám người đó là gì? Quả nhiên là hồng thủy hậu thổ liệt quả của Liên giáo tới rồi. Các người không phải là một phái của Minh giáo à? Sao phải tương tàn lẫn nhau? Còn nhỏ không nên biết nhiều, đa sự không có tốt đâu. Ta đi. Ông của ông thiệt giỏi, ông nghỉ mệt ta không nghỉ mệt, ông ngủ ta không ngủ, ta không ngừng chạy 3 ngày 3 đêm, nhất định sẽ được kịp. Cho nên mới hỏi. Ta không biết tại sao. Ông tên là gì? Thuyết Bất Đắc. Cái gì là Thuyết Bất Đắc? Thuyết Bất Đắc là Thuyết Bất Đắc, không có nguyên nhân gì đặc biệt hết. Người tên là gì? Tờ. Kêu ta ngăn ngu. Tại sao nửa đêm nửa hôm ngươi lại chạy tứ tung hết vậy? Ta có người bằng hữu bị gì bất dương mất đi, ta phải đi cứu. Người cứu không được đâu. Tại sao? Võ công của Thanh Nhật Bất Dương cao hơn người, người đánh không có lại. Cũng phải đánh. Tốt lắm, có chi khí. Hey, bạn của ngươi là cô nương hả? Phải, sao không biết? Nếu như không phải là cô nương đó thì ngươi đâu có cần bỏ mạng.
xấu lắm. Còn ngươi có xấu không? Ông muốn biết thì có thể tới gần. Ta không biết. Cô nương đó biết võ công hả? Phải, cô là con gái của ân giả dương. Hơn nữa cô theo Kim Qua bà để học võ công. Đừng có rượt theo nữa. Vị nhất tiếu bắt cổ nhất định không tha cho cổ. Tại sao? Có phải ngươi khùng không vậy? Dùng đầu óc suy nghĩ chút coi. Ân giả dương là ai của ân thiên chính? Là con trai của ổng. Bạch mi ương dương và thân dịch bất dương, võ công của ai cao hơn? Hai người họ xin tiền bối hay chỉ điểm. Mỗi người có sở trường riêng. Vậy thế lực của ai lớn hơn? Ân dương là giáo chủ của thiên ân giáo, dĩ nhiên là thế lực của ổng lớn hơn. Đúng vậy. Vị nhất tiếu bắt hiền tế của ân thiên chính, như vậy là đang tích trữ hàng quý, đâu có thể thả cô ra được. Hắn muốn uy hiếp ân thiên chính xuôi tay. Chỉ sợ không phải. Vì ân giả dương một lòng một dạ muốn giết chết con gái của mình. Hả? Tại sao vậy? Mau quả thường lượng lại với sự thái đi. Tôi thấy gấp quá. Không cần phải gấp. Ngũ hành kỳ của mình giáo khí số đã tận. Lục đại môn phái chúng ta không lâu sẽ tấn công lên núi. Đúng vậy. Châu sư thúc. Không dám nhận. Tống sư huynh, đừng gọi tôi như vậy. Vậy tôi phải xưng hô thế nào cho tiện? Tôi và huynh môn phái khác biệt, cứ tùy tiện kêu là được rồi. Tôi nhỏ tuổi hơn huynh. Ở đây tối lạnh gió lớn, cô nên cẩn thận. Cảm ơn tống sư huynh. Nội công của tôi tuy là không có cao bằng huynh, nhưng mà chút ít gió lạnh tôi cũng chịu được. Lần này sáu đại môn phái họp nhau lại, thề diệt trừ ác họa cho thiên hạ. Điều làm tôi kính phục nhất